để chia sẻ. Thì em tự giới thiệu về bản thân một chút. Em tên là Nguyễn Quang Khải, sinh năm 1992. Em quê là ở Nam Định và đã hiện tại đã dành toàn thời gian để cho chúng em và quyết định vào trong thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Thì em chia sẻ một chút về cái câu chuyện của mình mà em đã lý do vì sao mà em đã quyết tâm mà từ bỏ công việc chính và dành toàn thời gian để vào trong thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Thì cái thời gian mà em làm công nhân thì nó cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trở ngại rồi, về kinh tế. Cái khó khăn thứ nhất đó là về kinh tế, vì là người con trai trong gia đình mà mình đi làm công nhân thì cái thu nhập hàng tháng mà lương ấy thì nó chỉ có 5 đến 7 triệu một tháng thôi, làm thêm thì được 6 triệu 7 triệu một tháng. Và để mà trang trải cuộc sống rồi thuê nhà rồi có chút tiền để gửi cho gia đình nữa, để trang trải cuộc sống của gia đình. Bố mẹ em thì cũng đi làm công nhân rồi đi không biết mọi người ở trong này gọi là gì, nhưng mà ngoài Bắc người ta là đi đồng nát. Cái gì? Bán ve chai. Thì cái thu nhập rồi để mà lo cho con cái học hành nó cũng không có. Thì cái thời điểm mà em đi học lớp 3 thì cũng phải đi vay tiền để mà mình trang trải cái tiền học phí. Thì cái thời điểm mà đi làm thì để mà mình biết là mình học xong là mình phải ra để mình trả cái số tiền đó, chứ không phải là bắt bố mẹ mình phải trả hay là vay mượn để trả cái tiền đó. Nhưng mà mình làm công nhân thì để mà trả được cái số tiền đó nó không phải là lớn, nhưng mà rất là khó khăn. Nên là em đã quyết định là cũng đi lao động ở bên nước ngoài, lao động ở bên nước ngoài để mình về để mình có cái tiền để mình trả cái số tiền đó. Và cũng muốn là để mà có một cái số vốn để về để mình làm một cái gì đó để mình thay đổi cái cuộc sống của mình. Nhưng mà cái nó cũng không được như mình mong muốn. Thì khi mà sang đấy làm việc thì cũng trả được cái số tiền gọi là vay để mình đi sang đấy để mình làm việc, nhưng mà cái số tiền dư giả nó là không có. Vì vậy nên là sang đấy thì nó không gặp được may mắn. Và về tới Việt Nam ấy cái số tiền đó nó cũng không còn được áo láng bao nhiêu để mình làm một công việc khác. Thế vậy lại tiếp tục đi làm công nhân. Và trên cái con đường làm công nhân đó thì em cũng tìm tòi trên mạng, trên Facebook thì mới biết đến cái cơ hội ở Audi Việt Nam này. Thì cũng gặp được cái người bảo trợ, thì cũng là học theo cái quy trình của anh Hải hướng dẫn, nhưng không được sát sao cho lắm, không được đi đúng cái quy trình làm việc. Vì vậy nên là em cũng có làm và nó không phát triển. Vì vậy nên là mình đã học hỏi và mình tìm tòi thì mới biết được đến anh Hải và chị Hiền. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện với chị một hai lần thôi, chị em cũng không có quen biết nhau hay là cũng không gọi điện mà chỉ có nhắn tin thôi. Thì ở chị Hiền nó có một cái niềm tin, cho Khải một cái niềm tin tức là tuyệt đối về cái người bảo trợ này sẽ dẫn dắt được mình và hướng dẫn mình để làm sao mình đi đúng quy trình công thức. Bởi vì anh chị là người mà viết ra quy trình thì mình tìm đến cái người đó, mình làm cạnh những cái người mà viết ra cái quy trình đó thì chắc chắn là mình sẽ phát triển. Vì vậy nên là từ Bắc mà em đã quyết tâm vào trong này làm việc thì cũng có cam kết với gia đình và cũng gặp cái rào cản rất lớn, đó là về gia đình và về kinh tế nữa. Tức là gia đình không cho mình vào đây làm việc, bởi vì khi mà vào đây làm việc là cái thu nhập của mình không có. Cái thu nhập của em vào đây làm việc nó không có, tức là cái thu nhập là không đồng. Khi mà vào đây làm việc thì cái điểm mà VP nó mới chỉ có 4-6 điểm thôi. Tức là cái thu nhập nó không có, nó là không đồng. Và quyết tâm vào đây làm việc phải lo tiền trọ này, tiền ăn này, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày.
thì với một cái quyết tâm, cái nỗ lực và cam kết với gia đình là trước khi con về ăn Tết, tức là tới cái tháng Tết nó là 3 tháng là mình phải có cái thu nhập 10 triệu. Thì về để chứng tỏ với gia đình và chứng tỏ với lại người thân là mình quyết định đến với công việc này nó là đúng. Vì vậy nên là khi mà vào trong này làm việc với cái quyết tâm như vậy và cái nỗ lực như vậy, vì mình đã nhìn thấy cơ hội rõ ràng rồi và mình cứ chia sẻ thôi. Mối quan hệ của mình nó không được tốt thì mình đi chia sẻ với lại những cái người ở bên ngoài, mình chia sẻ với lại những cái qua những cái mạng xã hội, qua Facebook, qua Zalo, mình cứ làm theo những quy trình mà được các anh chị đi trước hướng dẫn. Mình không có kinh nghiệm thì mình học hỏi từng ngày từng ngày, mình chia nhỏ ra để mình học nay hướng dẫn người mới như nào, hay là cách tuyển dụng như nào, hay là cách bán hàng như nào. Mình học mỗi người một chút, mình lấy kinh nghiệm đó, sau đó là mình rút ra một cái riêng của mình để mình làm việc với lại đội nhóm. Thì sau 5 tháng em làm việc ở Việt Nam thì cái tháng vừa rồi em cũng đã có một cái chức danh, nó không phải là lớn nhưng mà nó cũng chứng tỏ được để cho mà đội nhóm họ thấy được là mình với quyết tâm mình vào đây mình làm việc và mình là một cái tấm gương để cho đội nhóm nó sao mà họ theo mình để họ phát triển cùng với mình, và mình cũng hỗ trợ được họ để họ làm sao mà có thu nhập giống như mình. Đó là cái quyết tâm của em. Chia sẻ trên livestream thì còn đỡ luôn, chia sẻ trên này thì với anh chị nhiều cái leader lớn nữa với này mọi người đây rất là đông và rất là nhiều máy quay đang hướng, nên là cảm thấy rất là run. Thì em cũng có cái cam kết với lại anh Hải với chị Hiền là tới cái tháng 10 này là phải chốt được 6 chân, mở được 6 chân để thứ nhất là mình chứng tỏ được bản thân mình rồi, để cho đội nhóm mình thấy là mình đến cái công việc này nó là đúng và mình đã chọn đi con đường mà nghĩa là mình có thể là hướng dẫn được cho bất kỳ ai, họ cũng làm và cũng phát triển được giống như mình. Vậy nên là em nghĩ là nên dừng cái buổi chia sẻ ở đây và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.